everyone, today I will introduce you Unit 11, Traveling Around Vietnam, Lesson Read. Phần thứ nhất, Vocabulary. Chúng ta sẽ có từ vựng thứ nhất là ngọ môn grade. Đó là một danh từ cổng ngọ môn. Các em có thể xem hình cổng ngọ môn trong sách giáo khoa ở phần Getting Started ở trang 98 nhé. Number 2, Nhà Rồng Harbor, bến cảng Nhà Rồng. Number 3, The Temple of Literature, văn miếu. Number 4, Hạ Long Bay, vịnh Hạ Long. And number 5, crop is now, đó là một danh từ vụ mùa. Tiếp theo là từ thứ 6, number 6, water buffalo, đó là con trâu nhé các bạn. Number 7, corn, trái bắp, trái ngô. Các bạn nên ghi lại các từ vựng và những gì cô giảng vào tập bài học của mình nhé. Tiếp theo, number 8, sugar cane, cây mía. Number 9, a 40 minute ride, đó là một cụm từ compound noun, một chuyến lái xe dài 40 phút. Cụm từ này các bạn còn nhớ không nào? Nó là, mình gọi tên nó là compound noun. Cho nên chữ minute cũng không bỏ S mặc dù nó là 40 phút. Các bạn nhớ lại xem bài cũ. And number 10, take a photo, một cụm động từ chụp hình. 11, seaside resort, khu nghỉ mát bãi biển. Oceanic Institute, Viện Hải Dương Học. Giant, tòa lớn, khổng lồ. Offshore Island, đảo xa bờ. Accommodation, một danh từ chỗ ở. City, arrival. Arrival ở đây các bạn thấy nó là một noun. Các bạn còn nhớ arrive là động từ đến, như vậy arrival của mình sẽ là sự đến hoặc là sự đến nơi. 17, department. Department cũng vậy, động từ của mình là depart là khởi hành, như vậy departure sẽ là sự khởi hành. Destination, điểm đến. Internal, đó là một adjective vĩnh cửu hoặc còn gọi là mãi mãi ha. Động từ thứ 20 là waterfall. Các bạn thấy không? Water là nước, fall là rơi, là rớt, như vậy chỗ này sẽ là thác nước ha các bạn. 21, tribal là tính từ thuộc về bộ lạc, bộ tộc. Như vậy cô sẽ có một danh từ là tribe, bộ lạc, bộ tộc. Tiếp theo, slope, con dốc. Recognize, công nhận. Heritage, di sản. Như vậy chúng ta sẽ có cụm từ trong bài sẽ là World Heritage Site, di sản thế giới. Cave, hang, động. Glamstone, đá vôi. Magnificent, tính từ lộng lẫy, tráng lệ. Low price, tính từ giá thấp. 29, chúng ta sẽ có từ stream, dòng suối. Và cuối cùng là last one, từ cuối cùng,
UNESCO. Trong bài chúng ta sẽ thấy xuất hiện cụm từ UNESCO. Ở đây cô cũng muốn viết ra luôn cái cụm từ này, là nó là viết tắt của những cái từ đầu tiên ha. Đó là United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Và phần tiếp theo cô sẽ chuyển qua đó là phần số 2. Phần đó là Nha Trang. Đầu tiên chúng ta cùng đọc xem lời quảng cáo là gì nhé. Seaside Resort Sized Oceanus Intertooth Giant Buddha Offshore Islands Accommodation, a small selection of hotels, arrivals, departures, flights daily to Ho Chi Minh City except Monday, flights to Hanoi twice a week, buses and train to northern and southern destination. Vậy thì lời quảng cáo về Nha Trang gồm những gì nào? Nha Trang là một khu nghỉ dưỡng bãi biển. Nói về cảnh đẹp thì Nha Trang sẽ có Viện Hải Dương Học, những cái tượng Phật lớn, những cái đảo xa. Về chỗ ở thì có khách sạn, điểm đến, về cái việc đến và đi thì mỗi ngày đều có chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh ngoại trừ thứ hai. Có chuyến bay đến Hà Nội 2 lần một tuần. Đều có điểm đến phía Bắc và phía Nam bằng xe bus và xe lửa. Chúng ta sẽ qua điểm du lịch thứ hai, đó là Đà Lạt. Đà Lạt, known as the city of internal spring, sized waterfall, lake, railway, flower gardens, accommodation, many hotels, but difficult to find accommodation at busy times. Arrivals, departures, fly to and from Ho Chi Minh City 3 times a week, buses and minibuses to Nha Trang and Ho Chi Minh City. Đà Lạt nổi tiếng là một thành phố ha, mùa xuân, luôn luôn là mùa xuân. Về cảnh đẹp, nó nổi bật là có những cái thác nước, những cái hồ rất là đẹp, những cái đường ray xe lửa ha, railway, rồi rất là nhiều vườn hoa. Về chỗ ở thì có nhiều khách sạn nhưng khó tìm được một cái nơi ở vào giờ cao điểm. Về cái việc đến và đi thì mỗi ngày đều có chuyến bay, đều có chuyến bay đến và đi đến thành phố Hồ Chí Minh 3 lần một tuần. Một tuần chỉ có 3 lần thôi nha các bạn. Rồi đến Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh đều có xe bus và xe bus nhỏ nha. Chuyến bay thì có 3 lần một tuần, còn đi xe thì ngày nào cũng có ha. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp theo. Điểm đến thứ ba là Sa Pa. Sa Pa, mountain resorts, size, tribal villages, beautiful mountain slopes, jungle streams, accommodation, some hotels and guest houses, arrivals, departures, buses daily to Lào Cai town, trains daily from Lào Cai to Hanoi. Như vậy, nói về Sapa thì nó nổi tiếng là khu nghỉ dưỡng có núi ha. Về cảnh đẹp thì nó được nổi tiếng về những cái ngôi làng bộ lạc. Rồi nó có nhiều dốc núi rất là đẹp, có nhiều con suối ha, trong rừng.
Về chỗ ở thì có khách sạn và nhà nghỉ. Cái việc đến và đi á, thì đến mỗi ngày đều có xe buýt đến thành thị trấn Lào Cai. Rồi từ Lào Cai đến Hà Nội thì cũng có xe lửa mỗi ngày. À, khi mà đến được Hà Nội rồi thì các bạn sẽ lên tiếp là Sapa. Rồi, điểm đến cuối cùng, Hạ Long Bay, Vịnh Hạ Long nha các bạn. Rồi, Hạ Long Bay thì sao nào? Hạ Long Bay, recognized by UNESCO as a World Heritage Site. Nói về cảnh đẹp, size, many Russian cave, beautiful limestone islands, quiet sand beaches, accommodation, hotels and mini hotels in Hạ Long City and various islands, low-rise guest houses in Hạ Long City. Arrivals, departures, buses and train daily to and from Hải Phòng and Hà Nội. Hạ Long được công nhận bởi UNESCO là di sản thế giới. Về cảnh đẹp, nó có những cái hang rất là tráng lệ, rất là nhiều đảo đá vôi rất là đẹp, ha, nhiều bãi cát yên tĩnh, rất là yên ắng. Về chỗ ở, nó cũng có khách sạn và những cái khách sạn nhỏ ở thành phố Hạ Long và khá là nhiều đảo, various, đa dạng, low rise guest houses, nhà nghỉ với giá rẻ, ha, ở thành phố Hạ Long. Cái việc đến và đi thì mỗi ngày đều có xe bus và xe lửa đến và đi đến Hải Phòng và Hà Nội. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước qua nhiệm vụ thứ hai, là nhiệm vụ sẽ làm bài tập số 1 ở trong sách giáo khoa nhé các bạn. Ở trang 104, các bạn cùng mở ra cùng cô nhé. Rồi, number one, check the topics mentioned in brochure about the resorts. Hãy check vào những cái chủ đề mà nó liên quan đến quảng cáo về những cái khu nghỉ dưỡng nha các bạn. Rồi, cô cũng có như trong sách như thế này, 4 địa điểm và các cái thông tin ở bên tay trái. Rồi, nói về hang động cave thì chúng ta đọc trong những tờ quảng cáo xem ở nơi nào thì có cave. À, các bạn thấy hang động thì chúng ta chỉ có Hạ Long Bay, Vịnh Hạ Long, thì chúng ta sẽ check vào đó cho cô. Nói về những cái chuyến bay đến Hà Nội thì các bạn sẽ dò xem coi khu ở cái nơi nào là có chuyến bay đến Hà Nội nào. À, đó là Nha Trang. Chị ở Nha Trang nó mới ghi là fly to Hà Nội, đúng không các bạn? Rồi, về hotel, chỗ ở, khách sạn thì các bạn thấy 4 địa điểm này đều có hotel, đúng không? Đều có hotel. Rồi, local transport. Về phương tiện thì ở những điểm du lịch này, tất cả đều có phương tiện để chúng ta di chuyển. Như vậy ở đây 4 điểm đều có phương tiện nha các bạn. Right, chúng ta sẽ check vào 4 cột. Rồi, mini hotels. Mini hotels thì các bạn xem coi, ở đây hình như chúng ta, trong sách chúng ta là có Hạ Long Bay. Và Hạ Long Bay và cái gì các bạn? Sapa có không nào? À, không. Như vậy chỉ có Hạ Long Bay là có mini hotels. Mountain Slope. À, chỉ có Sapa là có Mountain Slope thôi, đúng không các bạn? Các bạn đọc nha. Chúng ta sẽ nhớ là chúng ta sẽ dựa vào những tờ quảng cáo trong bài nha các bạn. Ok, như vậy chỗ này sẽ là Sapa là có Mountain Slopes.
Railway, railway, các bạn nhìn coi, nhìn dò lại xem coi. À, chỉ có một điểm Đà Lạt là có railway thôi các bạn nhé. Tiếp tục. Qua restaurant, restaurant, các bạn xem có chỗ nào đề cập đến restaurant không? Nhà hàng nè. Như vậy ở đây hình như cô không thấy chỗ nào đề cập đến nhà hàng hết. Như vậy chúng ta sẽ không check vào cột nào hết nha các bạn. Rồi, tiếp theo, sand beaches, những cái bãi cát. Thì ở đây mình chỉ có một điểm có bãi cát thôi là Hạ Long Bay. Tourist attraction, những điểm du lịch hấp dẫn. Như vậy, bốn điểm này đều là bốn điểm du lịch hấp dẫn. Như vậy chúng ta sẽ check vào bốn cột cho cô nhé. Types of food. Ở đây các bạn có thấy cái đề cập gì đến món ăn không ạ? À, hình như là không có nha các bạn. Chúng ta không check vào cột nào hết nhé. Rồi, đối với những cái làng, ngôi làng thì có Sapa đúng không nào? À, như vậy đúng rồi, có Sapa. Đúng không các bạn? Tribal villages, đúng rồi. Như vậy chúng ta sẽ check vào cột Sapa. Waterfalls, thác nước thì chỉ có, à, chỉ có Đà Lạt là có thác nước thôi, đúng không? Và cuối cùng, World Heritage là di sản thế giới. Như vậy di sản thế giới thì cái nào được công nhận ta? Ok, đúng rồi, Hạ Long Bay nhá. Right, do you understand? Easy, right, ok. Nào, tiếp tục chúng ta sẽ qua bài tập số 2 ở trang 105. Bài tập số 2, người ta yêu cầu mình làm cái gì nè? Answer, where should these people go? Hãy trả lời và xem những cái người này họ nên đi đâu. These people want to spend their coming summer vacation in Vietnam. Help them find a suitable place. Check the boxes. Như vậy người ta kêu mình là hãy xem coi những cái người này muốn, ha, họ muốn trải qua cái kỳ nghỉ hè ở Việt Nam. Hãy xem và giúp họ tìm một cái nơi thích hợp. Coi họ nên đi đâu. Đầu tiên là cô sẽ có bạn Andrew. Như vậy, where should Andrew go? Như vậy, Andrew nên đi đâu nào các bạn? À, bây giờ mình sẽ đọc xem coi Andrew nên đi đâu nhé. Andrew studies drive around the world. He likes mountain climbing. Như vậy, Andrew thì học về những cái bộ lạc vòng quanh thế giới. Anh ta thì thích leo núi. Như vậy, học về bộ lạc mà lại thích leo núi nữa, thì các bạn nên khuyên anh ta đi đâu nè? À, đúng rồi. Như vậy, anh ta chỉ có việc đi đến Sapa là thích hợp nhất, đúng không? Đúng không nào? Right. Right. Câu B. Nói về Mary, chúng ta sẽ đề nghị cô ta đi đâu? Where should Mary go? Và tiếp tục chúng ta sẽ xem coi Mary nói gì đây. Mary loves Vietnam and she wants to travel by train to see as much of the country as possible. She also wants to visit an oceanic institute in Vietnam. Mary thì rất là thích Việt Nam, rất là yêu Việt Nam và cô ta muốn đi du lịch bằng xe lửa để có thể biết nhiều về đất nước. À, cô ta cũng muốn thăm Viện Hải Dương học ở Việt Nam. Như vậy ở đâu thì có Viện Hải Dương học mà các bạn ha? À đúng rồi, Nha Trang mới có Viện Hải Dương học nha. Như vậy chúng ta đề nghị cô ta đi Nha Trang, ok? Right. Rồi, câu C, tiếp tục. Câu C nha. Câu C, where should John go? John nên đi đâu? John is interested in the history of Vietnam. He wants to visit the place where President Ho Chi Minh left Vietnam in 1911.
John thì rất là quan tâm và yêu thích đến lịch sử của Việt Nam. Anh ta muốn thăm cái nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời khỏi Việt Nam vào năm 1911. Như vậy, anh ta nên đi đâu các bạn nhỉ? Đúng rồi, Bác Hồ ra đi ở đâu? Đúng rồi, Nhà Rồng Harbor. Đúng rồi các bạn ơi, Nhà Rồng Harbor là nơi mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ha, vào năm 1911 nha các bạn. Rồi, tiếp tục câu đi. Where should Johnny go? Right, Johnny. Right. Johnny likes swimming and sun party. She has been to Vietnam twice and she has visited Nha Trang already. Như vậy Johnny rất là thích bơi nè, thích tắm nắng nè. Nhưng cô ta đã đến Việt Nam 2 lần rồi và cô ta cũng đã đến thăm Nha Trang. Như vậy Nha Trang đi rồi, như vậy còn nơi nào có biển nữa không vậy? Đà Lạt, Sa Pa có biển không? Không, Đà Lạt, Sa Pa, Nhà Rồng không có biển. Nha Trang có biển nhưng mà Nha Trang đi rồi, như vậy chỉ có một điểm là Hạ Long Bay thôi đúng không các bạn? Ok, mình sẽ stick vào Hạ Long Bay nhé các bạn. Và cuối cùng, một bạn cuối cùng là Donna. Where should Donna go? Donna is a florist. She has a flower shop in Los Angeles. She thinking of importing flower from Vietnam. Donna là một cái người bán hoa. Cô ta có một cái shop hoa ở Los Angeles. Cô ta đang nghĩ về cái việc nhập khẩu hoa từ Việt Nam. Như vậy ở đâu nổi tiếng là hoa các bạn ơi? Đúng rồi, chỉ có Đà Lạt ha. Đà Lạt là có nhiều hoa đẹp nhất thôi. Như vậy mình sẽ đề nghị Donna đến Đà Lạt nhé. Như vậy mình đã đề nghị được 5 bạn ha, đến 5 điểm khác nhau rồi. Đúng không các bạn? Rồi, bây giờ bài học của chúng ta đến đây là hết rồi ha. Cô đề nghị các bạn nên xem lại clip video của tuần trước về từ vựng nè. Tuần này thì các bạn nên lấy lại 4 tờ quảng cáo này. Các bạn cũng nên đọc đi đọc lại và tiếp tục làm ha, làm lại coi cái bài tập số 1 và bài tập số 2 chúng ta đã làm như thế nào nhé. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kết thúc cái bài học ở đây. Cô chúc các bạn có một buổi học thật là hiệu quả nhé. Để củng cố lại cái phần bài reading của chúng ta thì các bạn về làm cho cô bài tập điền từ vào đoạn ha. Choose the word A, B, C, or D. Best fits the blank space in the following spaces. Như vậy ở đây là đoạn 1, các bạn sẽ chọn A, B, C hoặc là D vào chỗ trống cho nó thích hợp. Và tiếp theo là bài tập số 2. Bài tập số 2 các bạn cũng làm giống như bài tập số 1, cũng là điền từ thích hợp vào chỗ trống nhé. Sau khi các bạn làm xong bài tập số 1 và tập bài tập số 2, các bạn nào học lớp 82, 85, 86 thì gửi về địa chỉ mail cho Miss Trang, 81, 89 thì gửi về địa chỉ mail cho Miss Chi, 83, 87 thì gửi về địa chỉ mail cho Miss Hạnh, 84 và 88 thì các bạn sẽ gửi đề về địa chỉ mail cho Miss Nga. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài giảng của cô. Chúc các bạn làm bài thật tốt và có một cái kỳ học online thật hiệu quả nhé. Xin chào các bạn.